Hôm nay không ở nhà chăm sóc mẹ điên à? Này bạn ý, sao bạn lại nói mẹ tớ như thế? Làm sao? Còn hơn có cái đứa có mẹ bị điên. Tớ với bạn học chung lớp với nhau mà, sao bạn lại nói những lời quá đáng như thế? Này các bạn ơi, đừng có chơi với nó à. Mẹ nó bị điên đấy, cẩn thận bị rơi đấy. Sao các bạn lại xúc phạm mẹ tớ như vậy? Mẹ tớ không bị điên đâu, mẹ tớ chỉ đang bị ốm thôi. Các bạn quá đáng lắm. Lời. Mày ơi, không phải vậy em đâu. Anh cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi. Mình ơi, các con ơi, bố đau quá. Anh cố lên. Bố ơi, bố mất bắn gom sống thế nào? Bố ơi, bố tỉnh lại đi, xe cứu thương sắp đến rồi. Các con ơi, có khi bố không qua khỏi rồi. Bố hứa là năm nay bọn con được học sinh giỏi, bố đưa bọn con đi chơi mà. Sao bố lại là ông nỗi này? Bố không chịu đâu. Con hứa với bố con sẽ ngoan hơn trước mà. Hai con gái ngoan của bố, bố xin lỗi. Có lẽ bố không thực hiện được ước mong của các con là năm nay đưa các con và cả nhà mình đi biển rồi. Anh phải cố lên chứ, anh muốn nói như thế. Xe sắp đến rồi, anh chờ một tí. Mình ơi, ôi. Các con ơi, có lẽ bố không qua khỏi rồi. Tất cả tại em. Em mà bảo anh ở nhà thì đã không thể ra chuyện này rồi. Các con ơi, bố xin lỗi. Người Thao đâu? Mang hoa quả ra đây. Ta đói rồi. Bạn biết ta là hoàng hậu không? Mẹ ơi, mẹ không nhận ra chúng con à? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ ơi. Bỏ ra. Người có biết ta là hoàng hậu không? Ta đảm động rồi à? Trong hoàng cung này không ai động vào ta hết. Bố mất rồi, mẹ mà như thế này thì chị em con biết sống làm sao? Mẹ ơi, các bạn bỏ thế ra. Ở trong hoàng cung này, ta là người lớn nhất, có quyền lực nhất. Chi ơi, em có làm sao không? Em có đau rồi không? Chi ơi, em đau lắm. Chị ơi, mẹ không còn yêu thương mình nữa đúng không chị? Nhưng lúc thế này á, em sợ lắm. Từ lúc bố mất, mẹ buồn quá nên mẹ mới thế đấy. Em đừng buồn nhá. Chị ơi, cái lúc nào mẹ mới tỉnh chị? Chị cũng không biết nữa. Thôi, chị em mình cố gắng chăm sóc mẹ em nhá. Vâng ạ, thôi, hai chị em mình cùng chăm sóc mẹ nhá chị nhá. Đứng lại. Sao bạn lại cản đường tớ? Hôm nay không ở nhà chăm sóc mẹ điên à? Này bạn ý, sao bạn lại nói mẹ tớ như thế? Làm sao? Còn hơn có cái đứa có mẹ bị điên. Tớ với bạn học chung lớp với nhau mà, sao bạn lại nói những lời quá đáng như thế? Này các bạn ơi, đừng có chơi với nó à. Mẹ nó bị điên đấy, cẩn thận bị rơi đấy. Sao các bạn lại xúc phạm mẹ tớ như vậy? Mẹ tớ không bị điên đâu, mẹ tớ chỉ đang bị ốm thôi. Các bạn quá đáng lắm. Lời.
Này, em ăn mì đi. Vâng ạ. Chị ơi, em buồn quá. Đi học các bạn toàn trêu em là có người mẹ điên. Mẹ dù thế nào đi nữa cũng là mẹ của chị em mình. Em đừng để ý lời các bạn nói. Vâng ạ. Thôi em ăn mì đi. Em ở nhà trông mẹ nhá. Chị phải đi nhặt sắt vụn. Không, em không ở nhà đâu. Em sợ lắm. Có gì đâu mà sợ. Thôi em ăn đi. Chị đi đây. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ cố lên. Mẹ khỏe để còn chăm sóc hai chị em con nữa nhá mẹ nhá. Anh ơi, anh dừng đi. Đừng bỏ em. Cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, cả một con chim non trên cành cây hát theo phan. Chẳng còn bên nhau cắn nhau đứt đuôi. Mẹ ơi, đến giờ uống thuốc rồi. Mẹ nghe lời bọn con uống thuốc nha mẹ nhá. Không uống thuốc đâu, sợ uống thuốc không. Nghe lời bọn con đi uống thuốc mới khỏi được. Nhưng mà đi uống thuốc mới khỏi được mẹ. Nhưng mà uống thuốc có đau không? Sợ đau lắm. Không, không đau. Không đau, ngoan, ngoan, ngoan. Mẹ ơi, uống thuốc xong rồi. Bây giờ hai chị em con phải đi nhà sắt vụn. Mẹ ở nhà xem tivi nhá. Mẹ cố gắng lên mẹ nhá. Hai chị em con thương mẹ lắm. Mẹ ơi, bây giờ để con mở tivi lên cho mẹ xem nhá. Thôi, hai chị mình đi đi. Đi à? Các con đây là đâu chứ này? Đây là nhà mình mà mẹ. Mẹ tỉnh rồi đúng không mẹ? Mẹ nhớ lại tất cả đúng không mẹ? Đúng không mẹ? Có chuyện gì vậy con? Từ lúc bố mất, mẹ có lúc mê lúc tỉnh. Mẹ chẳng nhận ra bọn con là ai nữa. Mẹ ơi, bây giờ mẹ tỉnh lại rồi. Mẹ đừng bỏ rơi chúng con nha mẹ nhá. Nha mẹ nhá. Mẹ xin lỗi các con. Chỉ vì bố mất, mẹ quá sốc. Mẹ đã làm khổ các con rồi, mẹ xin lỗi. Không sao đâu mẹ ạ. Dù mẹ có thế nào, con vẫn không trách mẹ đâu. Bây giờ có mỗi mẹ là chỗ dựa của hai chị em con thôi. Mẹ cố gắng mạnh khỏe nha mẹ nhá. Mẹ xin lỗi hai con. Bây giờ bố mất rồi, các con chỉ là động lực duy nhất của mẹ. Mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt để chăm sóc cho các con.